Sam Sam, em tới đây. Anh giới thiệu với em, đây là luật sư Trương. Chào luật sư Trương. Chào cô. Em ngồi đi. Cậu xem, tôi làm luật sư cho nhà họ Phong mới đó mà cũng đã được mười mấy năm rồi. Giờ cậu cũng đã sắp lập gia đình, nếu ông cậu có thể thấy được giây phút này thì chắc sẽ vui lắm. Hai ngày nữa là ngày giỗ của ông nội cháu. Cháu dự định sẽ dẫn Sam Sam đi thăm ông. Đúng đó, là chuyện vui mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta vào việc chính đi. Thỏa thuận trước hôn nhân gồm có hai phần, là thỏa thuận chính và thỏa thuận chuyển nhượng. Việc này thì chủ tịch Phong đã nói với tôi rồi. Hôm qua cậu ấy đã giải thích rõ cho cô biết ý nghĩa của việc thỏa thuận chính này, chủ yếu là tách cô ra khỏi lợi nhuận của tập đoàn. Về phần này cô không có ý kiến gì chứ? Dạ không. À vậy tốt rồi. Thỏa thuận chuyển nhượng bao gồm tất cả tài sản, nhà cửa, tập đoàn, trang sức vàng bạc, cổ phiếu và tiền vốn với danh nghĩa chủ tịch Phong. À, những thứ này chính là sở hữu tạm thời của cô sau khi kết hôn với chủ tịch Phong. Nhiều như vậy sao? Nhưng mà hôm qua Phong Đạt đâu có nhắc những điều này với mình. À, tất nhiên đây là tất cả bất động sản mà cô có thể có được. Còn có cả động sản của chúng tôi là cậu Phong đây. Luật sư Trương, hình như cháu nhớ là cổ phiếu và tiền vốn cũng tính là tài sản mà. À, cô nói đúng đó. Cổ phiếu và tiền vốn, nhìn từ ý nghĩa truyền thống mà nói thì đúng là động sản. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt. Những động sản này so với cậu Phong đây thì rõ ràng là giống bất động sản. Tại sao vậy? Vì xét theo mặt nào đó mà nói thì cậu Phong đây là tập hợp cổ phiếu và tiền vốn cổ phần, sinh ra đã có tiền bạc kèm theo, đương nhiên là tính lưu động sẽ cao hơn. Vì vậy cô bé à, cô cố kinh doanh cho tốt nha. Những thứ này tôi cũng chỉ nói đại khái thôi, cô phải xem xét kỹ càng đó. Nếu như có vấn đề gì thì cô có thể hỏi tôi. Sắp giấy dày như vậy biết xem từ đâu hết trời. Thỏa thuận chính thì cháu không có ý kiến gì, còn thỏa thuận chuyển nhượng thì cháu chỉ ký vào tờ này thôi. Chỉ một tờ này thôi hả? Ừ. Chuyện này luật sư Trương, hãy để cho cháu trao đổi riêng với Sam Sam. Được, vậy hai người cứ tiếp tục bằng bạc đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Việc ký vào những tờ giấy này làm em không vui hả? Không phải. Không phải là em không vui. Vậy sao em không ký? Tại vì em thấy hơi kỳ. Với lại hôm qua anh chỉ nói với em về những thỏa thuận chính thôi, anh không nói những cái khác. Thỏa thuận chính là do ông nội anh đặt ra lúc Phong Nguyệt kết hôn. Mục đích là để bảo đảm tập đoàn sẽ không bị ảnh hưởng gì dù trong bất kỳ tình huống nào. Còn những thỏa thuận chuyển nhượng này, toàn bộ đều là tài sản cá nhân của anh. Em không có ý kiến về thỏa thuận chính. Thỏa thuận chính chỉ bảo đảm lợi ích của tập đoàn, anh phải bảo đảm lợi ích của em chứ. Thỏa thuận chuyển nhượng này là để em gặp tình huống xấu nhất thì em vẫn còn được cái gì đó. Anh sợ là trong tương lai anh sẽ đối xử tệ với em. Không phải.
Anh bảo đảm với em những giấy tờ này chỉ là thủ tục thôi. Nhưng xem sao mà, thời gian vẫn còn dài. Anh không chắc tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, nên ít ra em có những thứ này thì anh sẽ bớt lo đi phần nào. Phong Đăng, anh có biết là tại sao em lại chọn ngôi nhà này không? Tại sao vậy? Vì trong tất cả những tài sản với danh nghĩa của anh, chỉ có ngôi nhà này là có kỷ niệm chung của chúng ta. Đối với em, đây mới là tài sản quý nhất. Em không muốn vì những điều này làm che mờ tình cảm chúng ta, làm ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai. Với lại, em muốn kết hôn với anh chứ không phải kết hôn với tiền. Anh là tất cả của em rồi, em không cần gì hết. Nếu như không có anh thì những thứ này không là gì cả. Em không muốn ký đâu. Nếu em không ký vào những thứ này, sau này có thể em sẽ không có được gì hết. Ừ. Em sẽ chỉ có mình anh thôi. Sắp kết hôn rồi. Từ lúc còn trẻ, tôi đã làm nghề may vá rồi. Tuy Sam Sam từ bé đã ở bên cạnh quan sát, nhưng đối với việc may vá, nó không có hứng thú. Bộ vest này hình như cũng không hợp với cậu cho lắm à. Thật là ngại quá. Bác trai à, phong cách Thái Sơn này cháu rất thích đó. Điều làm tôi tò mò đó là cái tên Tiết Sam Sam không phải hàng hiệu gì. Vậy thì tại sao cậu lại thích nó vậy? Người cháu cần là một người phụ nữ thật lòng và luôn ở bên cạnh cháu. Khi cháu cảm thấy lo lắng về việc duy trì sự nghiệp, Sam Sam đã giúp cho cháu lấy lại tinh thần. Cậu là một người được giáo dục rất tốt. Cậu biết rất rõ trách nhiệm của mình. Cậu cũng biết rõ mình muốn gì. Nhưng mà tôi cũng là một người hiểu biết. Tôi cũng biết rõ vị trí gia cảnh của gia đình mình đến đâu. Nhà mẹ đẻ là chỗ dựa lớn nhất của một người con gái. Nếu như Sam Sam lấy cậu, tôi sợ là nó chỉ có thể dựa vào bản thân nó mà thôi. Sam Sam vẫn còn có cháu. Chỉ cần cô ấy đồng ý thì cả đời này cô ấy sẽ luôn có cháu. Cháu thích Sam Sam là vì cô ấy sống rất chân thật. Xin bác hãy yên tâm, cháu và Sam Sam nhất định sẽ sống với nhau rất hạnh phúc. Cậu là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chắc hẳn là rất giỏi ăn nói rồi. Nhưng tôi không nghe, tôi chỉ nhìn thôi. Tôi sẽ xem sau này cậu sẽ làm như thế nào. Chuyện hai đứa kết hôn tôi không phản đối. Nhưng có điều, cậu phải hứa với tôi một chuyện này.
Phong Đăng, anh không sao chứ? Sao em lại hỏi vậy? Sợ ba em đưa anh vào để xử án rồi tra tấn bức cung hả? Em đang nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng lúc nãy gặp ba vợ đúng là cũng hơi căng thẳng. Nhưng Tiết Sam Sam, em đang nghi ngờ khả năng thuyết phục của anh sao? Không lẽ ba em đồng ý anh rồi hả? Sam Sam. Hả? Em có một người ba rất tốt. Ba không làm khó anh chứ? Có chứ. Hả? Ba của em nói chuyện với anh lâu như vậy là mình đói muốn chết. Giờ này mà anh còn lo ăn được hả? Anh mau nói cho em biết đi. Rốt cuộc ba em nói gì hả? Mau nói đi. Ba, đây là rau được trồng từ nông trại của nhà anh Phong Đăng. Là rau hữu cơ, nhiều dinh dưỡng lắm đó. Vậy hả? Cứ gấp thêm cho ba nè, ba ăn nhiều vào nha. À, được rồi, bà xem. Sam Sam nhà chúng ta sắp được gả đi làm vợ nhà người ta rồi, nên tài nghệ nấu nướng giỏi lên. Dạ. Nhiều ghê chưa. Cái nồi lẩu này được lắm, được lắm. Tất nhiên là giỏi rồi. Có điều nhà họ Phong có đầu bếp riêng nên con không cần phải nấu. Vậy con lấy người ta xong sẽ không nấu cơm hả? Chuyện đó thì có sao đâu. Đã nói là ở nhà có đầu bếp rồi còn gì. Sam Sam về nhà đó không cần phải hầu hạ chồng, không cần phải nấu cơm làm việc nhà là được hưởng phúc đó. Vậy mà ông không hài lòng hả? Phong Đăng đã nói rồi, hai đứa con kết hôn là muốn sống một cuộc sống thực tế. Mà cuộc sống là gì? Cuộc sống chính là cơm áo gạo tiền. Những việc này con còn không làm, vậy con muốn làm gì cho chồng con hả? Ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức, con nhất định sẽ là một người vợ tốt, tin con đi mà. Được rồi. Nói đến con gái là ông còn dài dòng hơn cả tôi nữa. Đây là cái Tết cuối cùng của Sam Sam ở nhà, trước khi con bé về nhà chồng đó. Mẹ đừng nghĩ như vậy mà. Tết nào con cũng về nhà thăm mẹ. Hả? Mẹ đừng nghĩ lung tung nha. Sam Sam nè. Dạ. Kết hôn xong con có đi làm nữa không hả? Tất nhiên là có rồi. Hơn nữa Phong Đàn cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Ba cũng thấy đi làm sẽ tốt hơn. Trong 3 năm hai đứa đừng có sinh con. Có đi làm thì sẽ không quá nhàm chán, cũng coi như có chỗ để gửi gắm. Nè, con nhớ là đừng có học theo mấy cô vợ giàu sang chảnh chọe, suốt ngày chỉ biết chân diện làm đẹp không thôi. Không phải đâu ba. Ba vừa mới nói cái gì vậy? Trong 3 năm không được sinh con sao? Đúng vậy. Ba đã nói với Phong Đăng rồi, đây là điều kiện ba đưa ra nếu như hai đứa muốn kết hôn với nhau. Ba, sao ba lại đưa ra điều kiện như vậy? Tại sao vậy? Ba nghĩ hai đứa tạm thời khoan hãy sinh con. Sau khi chung sống được một thời gian, nếu như hai đứa cảm thấy không hợp với nhau thì cũng không đến mức làm lỡ đời con cái. Ba nghĩ sau khi tụi con kết hôn, nếu trong vòng 1-2 năm không có con, không có gì ràng buộc nhau thì sẽ không ai liên lụy ai, có phải không? Cái ông này, trước khi con gái lấy chồng lại nghĩ những chuyện này. Nói chuyện xui xẻo không à. Bà cũng thấy đó, gia cảnh nhà chúng ta so với nhà người ta thật sự quá khác biệt. Quan điểm sống, quan điểm về giá trị, tất cả đều có sự cách biệt rất lớn. Bà thật sự lo lắng những chuyện này. Sam Sam à, con nhất định phải hiểu được những chuyện này. Vậy anh Phong Đăng thì sao? Anh ấy có đồng ý không? Anh ấy đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi.